Điện tử Tám Hoa xin chào tất cả các anh em yêu âm nhạc và đam mê ca hát. Và Điện tử Tám Hoa hôm nay xin giới thiệu với tất cả các anh em một bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chất lượng mà Điện tử Tám Hoa test lên để gửi cho anh Sơn ở Lục Nam Bắc Giang. Vâng, anh rất tin tưởng Điện tử Tám Hoa và anh yêu cầu đến chọn cho anh một bộ sản phẩm karaoke chất lượng gồm một cục đẩy công suất NA1000 và thứ hai là một chiếc EQI, chiếc lọc EQI của hãng DBX có mã số 2231 và thứ ba là một chiếc vang bán cơ của hãng DBX. Vâng, chiếc vang này có hệ thống chống ru rít của micro rất tốt và mã số DPS 228XN. Và thứ tư là một cặp mic không dây. Thứ tư là một cặp mic không dây của hãng Sennheiser. Vâng, có mã số SKM 9000. Cặp mic trông rất là sang trọng và lịch lãm. Và cuối cùng anh chọn một cặp loa Eric hàng bãi 100%. Cặp loa Eric Bass 30. Vâng, cặp loa Eric Bass 30 trông cực kỳ chắc chắn và công suất rất là khủng. Với cặp loa này anh có thể sử dụng được không gian phòng 30 đến 35 vuông. Và sau đây Điện tử Tám Hoa sẽ thử phần nhạc. Những bộ sản phẩm karaoke chất lượng thì hãy liên hệ với Điện tử Tám Hoa, số điện thoại 0918 249 265 hoặc 0974 637 646. Điện tử Tám Hoa ship toàn quốc. Và sau đây Điện tử Tám Hoa sẽ thử phần N và xin giới thiệu cho các anh em là Đám Hoa và bà xã cùng song ca một ca khúc Tình Đời Hai. Được. Bàng hoàng không biết
tình vừa nở. Đời còn trong giấc mơ nên mới hiểu nhất thế đổi thay. Khi chạm tay người ngoại xa người, tình thì tình toán đợi toán, người thì chăm ve dặn dỗi. Tâm sự đời ta buồn mình ta. Xin chào anh em tại đây và xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo.